Hôm nay chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện ma San Jose. Có sẵn sàng chưa? Quý vị có nghe không? Không có thấy quý vị. Hôm nay mình có gia đình của thầy Hiền Chỉ, là mẹ của thầy, em chị của thầy. Gia đình thầy tới từ San Jose lên thăm thầy. Có vẻ giống như là thầy sút cân. Cái này có bạn. Con trai của thầy cũng lên thăm nữa. Hai giờ rưỡi mới bắt đầu. 2 giờ rưỡi. Thầy mặc dù là rất là gầy nhưng mà yên tâm, trên San Jose là họ họ cho thầy ăn đồ ngon lắm. Cho thành ra là đừng có hiểu lầm. Thầy quay trở về đây trong một thời gian ngắn. Thành ra là có thể là khoảng thứ ba hay thứ năm là thầy sẽ ghé để mà thăm nhà bố mẹ của thầy dưới San Jose. Từ giờ cho tới đó thì mấy người trong nhà bếp nhớ cho thầy ăn nhiều một chút nha. Hôm nay chúng ta sẽ có cô Thu Hà sẽ kể cho chúng ta nghe về câu chuyện ma mà bản thân cô đã trải nghiệm qua, đúng không? Thầy có nói đúng không? Trước tiên cảm ơn cô là đã đồng ý chia sẻ với chúng tôi. Tại sao mà mấy con ma nó lại tới nó nói chuyện với cô vậy? Cô Thu Hà đã tới đây từ đâu, từ bao lâu rồi? Khoảng trong vòng 4 năm trước. Cô thực hành yoga rồi thực hành truyền thống tiểu thừa, thì đại khái là có cái kiểu nào là cô cũng cũng thử hết rồi. Ok. Xin A Di Đà Phật. Tôi tên là Thu Hà. Tôi đã đến chùa trong vòng vài năm qua. Đại khái là tới nhiều trong thời gian thiền thất. Rồi đa số thời gian tôi đến đây là tại vì là tôi đã thì cái cuộc sống của tôi nó đã xuống đáy rồi, thành ra tôi mới lên. Tôi cảm thấy rằng cái năng lượng của chùa giúp cho tôi rất là nhiều. Cái lý do mà tôi bắt đầu tới là tại vì do con trai của tôi. Con trai của tôi là gây ra tai nạn xe rồi làm cho một người chết. Rồi sau đó sư cô Hiền Nhẫn là bạn của tôi. Tôi hỏi sư cô nên làm như thế nào. Thì cái cô con gái cô có một bị tai nạn chết. Thì tôi biết đó là một người mà bị tai nạn xe hơi chết như vậy thì rất là nặng nề. Cho nên sư cô Hiền Nhẫn mới khuyên tôi là nên gặp thầy để nói chuyện. Rồi tôi có gặp thầy. Thì trong cùng một lúc đó thầy của tôi, thầy dạy thiền và dạy võ thuật Hapkido. Hapkido hả? Aikido hả? Không phải, Hapkido. Câu này cô cũng biết võ nữa. Tốt. Ông ấy là thầy
dạy võ cho tôi và cũng đồng thời là người hướng dẫn tôi về vấn đề tâm linh. Tôi rất là gần gũi với thầy và cũng là bạn của sư cô Hiền Nhẫn. Ông thầy dạy võ ông mất thì tôi cũng nhờ thầy làm bài vị 49 ngày, rồi cùng lúc đó thì bố của tôi cũng mất nữa. Rồi và dĩ nhiên là tôi lại nhờ thầy giúp cho bố của tôi trong bài vị 49 ngày. Cái lúc mà tôi hỏi giúp thầy, thầy cho tôi đồng ý thì ngay tức khắc là tôi thấy được bố của tôi ở chùa hả? Ngay cái cổng của chùa, ở phía ngoài cổng của chùa. Sao mà dễ sợ vậy? Ông ấy là bố của tôi. Ông ấy nhìn ok không? Nhìn mệt mỏi và rất là confused, lẫn lộn. Thì tôi thấy bố của tôi đứng ở ngoài, rồi cái cô mà bị chết trong tai nạn xe của con trai. Là cô thấy vừa người bố mà vừa cái cô gái mà bị chết trong tai nạn xe. Và tôi cũng thấy ông Jay là người thầy dạy võ của tôi. Tôi đến chùa nói chuyện với họ, rồi giải thích cho họ chuyện gì xảy ra là họ chết. Thì tôi cũng có giải thích cho bố của tôi, thì lúc đó là bố tôi là chỉ có chờ đợi để mà được tới chùa. Thì tôi nói với họ là tôi đã nhờ thầy giúp họ rồi để mà cho họ đi Tây Phương Cực Lạc. Thì bố của tôi đến rồi có buổi lễ, rồi tôi thấy ông bố là ngồi người kế bên tôi, rồi sau đó thấy ông Jay đến. Ông Jay thì cảm thấy là không có bị ảnh hưởng nhiều lắm, không có thấy ông khổ sở. Ông mặc đồ như thế nào? Mặc đồ Hapkido hả? Không mặc đồ bình thường. Ông chỉ mặc đồ bình thường của ông thôi. Ông không có cống hạnh phúc và rất là im lặng. Thường thường là ông này lúc nào cũng cũng thấy vui vẻ hết. Thì mỗi tuần tôi quay trở lại chùa để tham dự là cái lễ 49 ngày. Và cứ mỗi lần mà tôi tới thì tôi thấy họ hiện ra. Là khi mà làm cái lễ hồi hướng vãng sanh thì suốt cả ngày họ không làm gì hết hả? Họ không có ăn, họ không tới để ăn hả? Chỉ có là buổi trưa hoặc là hồi hướng vãng sanh cái lúc 2:30 là cái lúc đó mà họ tới, là cái lúc đó là họ được ăn đúng không? Ok. Lúc nào cái này là cái sự thu hút, tại vì đồ ăn ngon hơn ở trên so với nhà hàng. Tuyệt vời không? Cũng may là thầy không có thấy mấy cái người này, thấy sợ quá. Thấy họ đứng ở trên trên cái họ thấy máu me là chỉ có ở tuần tuần đầu tiên thôi, tuần thứ hai là bình thường rồi. Quý vị phải thấy là cô này cố diễn tả mấy cái con ma, mấy cái hồn ma. Mà cái phần âm trong cái thời gian 49 ngày sau khi mà họ chết thì họ trở trở thành ma. Rồi sau đó khi mà tôi thấy bố của tôi thì khoảng cỡ một tháng sau sau khi mà bố chết thì thấy ông bố tốt hơn. Có cảm giác giống như là khi mà ông bố ở ở đây
Thì khi mà mình tụng kinh trì chú này nọ thì giúp cho họ ngộ ra. Và giúp cho họ chấp nhận vào cái thực tế những cái chuyện xảy ra đối với họ. Họ không có lựa chọn nào hết. Mấy cái chuyện này là sẽ xảy ra cho tới tất cả quý vị, cam đoan là như vậy. Thì con nghĩ là sau khi đó, lúc đầu thì mới mới gặp á, thì thấy cái cơ thể của họ là solid, nhưng mà sau khi họ chết rồi á, thì cái cơ thể là càng ngày nó càng trong, và cái cuối cùng á, là cái cơ thể nó thành trong veo ra, rồi họ có thể hiện ra và biến mất, và thấy họ rất là vui vẻ. Con nghĩ rằng là tất cả mọi người á, là khi mà họ mới mất thì họ rất là buồn. Rồi sau đó họ không có còn liên lạc được với gia đình nữa. Thì họ nhận ra được là họ chết rồi, thành ra không có thể nào làm được những cái hoạt động bình thường nữa giống như con người bình thường. Họ không thể là dùng tay, dùng chân được nữa. Con thấy có vẻ da cái cơ thể là trở thành những cái dòng điện trong cái gia đình của con. Thì bắt đầu là từ mẹ của con. Thì thấy là mỗi lần mà mẹ mà cúng hương á, thì thấy ông bố ông tới, thì thấy ông bố buồn, rồi ông cô bà mẹ buồn quá chịu không nổi, thành ra là ngưng không có cúng hương nữa. Nhưng mà vẫn cảm thấy cái sự hiện diện của hồn cái hồn của ông bố. Nhưng mà bà mẹ thì rất là buồn. Tại vì gần cái cuối hết cái 49 ngày thì họ biết là họ sẽ sắp sửa phải đi rồi, thì họ sẽ buồn. Thì cái trường hợp này xảy ra gần đây đối với mẹ của bà dì của tôi. Bà mất thì giờ thầy cũng giúp cho bà đi Tây phương Cực Lạc. Đối với bà dì của con thì bà không chưa có sẵn sàng để đi. Thì trước có thể là tại vì con rất là gần gũi với bà. Thì khi mà nghe tin bà dì mất á, thì tới gặp thầy. Và cảm thấy cái hồn của bà này á, là bị những cái tụi ma quỷ khác nó kéo bà xuống. À, bà dì là người người Công giáo phải không? Dạ, tất cả mọi người trong gia đình đều là người Công giáo. Và cô là cái người duy nhất hả? Ồ, con bị gia đình con đuổi ra. Cô này cô thử hết tất cả mọi thứ, trừ chỉ trừ cái đạo Công giáo. Thì tôi phải giải thích cho bà dì của tôi cái chuyện gì xảy ra, tại vì bà rất là mê muội, confused. Thì bà không có chấp nhận, bà không có chấp nhận là bà đã chết rồi. Và rất là chấp rất là chấp trước vào cái gia đình, không có muốn đi được. Thì cái người cháu gái bà này, bà có cái sự liên hệ gắn bó rất là chặt chẽ với cái cô gái. Nhưng mà trường hợp của dì của tôi thì rất là nhanh, chắc khoảng cỡ khoảng 1 tháng sau khi mà bà mất đó, là thấy con thấy cái da cái cơ thể của bà đó là chuyển trở thành là trong suốt. Thành ra là tôi mới nói con mới nói với sư cô Hiền Nhẫn là tôi con nghĩ là bà dì là sắp sửa sẵn sàng đi rồi. Cái chuyện xảy ra là khoảng cỡ 30 ngày, trong vòng 30 ngày ấy, thì là con gái của con tới thăm. Thì cái cô con gái này là cố tự nhiên nên thấy buồn. Con gái này là 24 tuổi.
cô này có đu tattoo với lại nhuộm tóc xanh không? Không. À, cái này không phải hả? Cô này là đang còn đi học, thành ra là bình thường. Tại vì vì cái dịch COVID-19 mà cô con gái này không có tới tham dự cái lễ chôn của bà dì, thành ra cô con gái này rất là buồn. Thì cô con gái tới thăm cô Thu Hà này thì cô mới cảm thấy là cái bà dì đến rồi bà dì nhập vô xác của cô con gái. Thành ra là dùng cái từ là nhập nhập vô cái người con gái, bà dì nhập vô người con gái, tôi nhận ra được cái đứa cô con gái cũng là đạo Công giáo hả? Có đeo cây thánh giá không? À, cái cô này là cô đeo đánh giá đúng không? Cái ngôi thánh giá nhỏ xíu ngay đây hả? Ồ. Oh. Oh, nào Daniel có câu hỏi. Cho ông cái mic. Ông bảo không, tôi không có tin đâu. Yeah. Ok đi. Đối với tôi không tin vào ma quỷ. Bên đạo Công giáo họ dạy rằng ma quỷ là đến từ luyện ngục hay là địa ngục. Xin lỗi ông bạn, ông là quá là Công giáo đi. Quý vị không có tin là tại vì là quý vị chọn không có tin. Không, tôi nói ông á, bản thân ông tin rằng là ma quỷ là nó đến là từ luyện ngục. Ông có thấy nó không? Cái cô này nè là cô thấy vài nhiều lần, không có nó không có bình thường, ông biết không? Cô này cô thấy thành ra là cô này là cô chỉ kể lại những cái chuyện mà cô gặp thấy thôi, không phải là chỉ là cô tin tưởng hay thôi đâu. Cái chuyện này nó xảy ra rất là thông thường. Không, bây giờ là mình đang nói rồi cái chuyện ma. À, đối với bản thân tôi là tôi không muốn tin. Tôi chọn không có tin. Ok, ông có thể tin hay không tin gì tùy ông. Ok, mời cô này tiếp tục câu chuyện. Khoảng cái ngày thứ ba, ngày thứ tư, cô con gái tới thăm và David cũng có ở đó. Ông David, David nào? David ở nhà tôi, rồi ông thấy cô con gái của tôi. Nhưng mà ông không có thấy cái lúc mà vậy. Nhưng mà con có thâu băng. Chuyện gì xảy ra với ông David vậy? Cái thời gian không không có có trùng khớp. Không có nhân duyên với những cái hồn ma này. Ok, bây giờ người phải nghe hết cái câu chuyện đi. Con vẫn lúc nào cũng cũng thắc mắc.
Khi mà tôi gặp những cái người này, tôi nói chuyện với họ là tôi còn nói với chuyện với họ hay là còn chỉ là tưởng tượng ở trong đầu thôi. À, đúng rồi, thì cái sợ mình đang là điên. Thành ra là cái chuyện này nó xảy ra với cái bà dì của con. Thì khi mà bà dì nhập vô người con gái là bà sẽ nói cái câu chuyện, sẽ nói với gọi cái cô này là Hà đó hả, là cô con gái dùng cái giọng Bắc nói tiếng Việt mà cô con gái này là không có nói tiếng Việt, bởi tại vì cô con gái là lai lai Mỹ trắng, cô này là cô con gái là theo đạo Công giáo, thành ra là cô không có tin vào ma quỷ, không có tin vào cái cuộc sống sau khi chết. Cô chỉ tin, con gái chỉ tin là một người tốt thì khi chết được lên thiên đàng. Thì ngay tức khắc là cô con gái là dùng cái giọng của bà dì để mà nói chuyện với cô này, thì cô này cô có cảm giác cảm nhận được bà dì đó, bà dì hỏi là Hà đó hả, trời ơi, sao mà giờ sợ quá vậy. Hey, a lộn, nhớ phải phải nghe hết cái câu chuyện này nghe không. Ok, tiếp tục. Rồi cô bắt đầu thâu hình là sao? Lúc nào? Ngay lúc đó. Rồi mở cái camera lên là bắt đầu thâu hình. Ờ, không có phải là Samson hả? Mà cô bà dì á, là ở đó trong vòng 2 tiếng. À, con có chỉ đưa cái bằng chứng cho sư cô hiền nhẫn. Hả? 2 tiếng đồng hồ hả? Cái bà gì này, bà không có cái chuyện gì để làm phải không? Ok. Con nghĩ là bà gì đang là khổ sở quá. Ok, rồi cái nói chuyện là bằng tiếng Việt hả? Dạ, con đang nói tiếng Việt với bà gì. Thì con bà gì không có nói được nhiều lắm. Nhưng mà sau khi mà bà dì ra đi rồi thì con nói chuyện lại với cái cô con gái. Thì con nói với cô con gái là cứ thả lỏng đi, bất cứ cái gì mà đến ở trong đầu là cứ nói ra đi, đừng có giữ ở trong 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 người. Thì con hướng dẫn cho cô con gái như thế nào. Thấy cái mặt có khác nhau không? Nhìn phía ngoài là nhìn có giống nhau không, thấy cái khuôn mặt nên để có gì con sẽ cho thầy xem cái video. Bà dì khóc nhiều lắm, suốt cả buổi là khóc tại vì là bà rất là buồn, bà không có chấp nhận, bà rất là giận dữ. Bà đánh vô trong cái bàn, nó đập bà, nói là không, chưa có sẵn sàng đi đi đâu, rời khỏi cái thế giới này. Bà chưa có sẵn sàng để rời khỏi cái nơi này. Bao nhiêu tuổi? 80 mấy tuổi rồi, 80 mấy tuổi rồi mà vẫn còn muốn ở đây. Con giải thích cho gì á? Cái thế giới này nhiều khổ sở quá. Những cái người Công giáo là quý vị quá chấp trước vào cái thế giới này, đầy rẫy những cái sự đau khổ. Cái bà dì này già rồi, tất cả những cái nội tạng trong cơ thể là đã chết dần chết mòn, nhưng mà bà vẫn muốn sống ở cái cõi thế gian này. Cái này rất là thiên về Công giáo, mà thật ra bên đạo Phật cũng vậy. Thì con mới giải thích cho dì, nói là bây giờ là dì sắp sửa được đi lên đi Tây Phương Cực Lạc rồi. Thì khi mà nói chuyện thì con hỏi dì là dì họ có muốn muốn được giúp để đi Tây Phương Cực Lạc không, tại vì dì này là người Công giáo, thành ra là muốn đi lên thiên đàng. Thì con mới nói là thiên đàng ở bên đạo Công giáo là
Không, thật ra là có thiên đàng của bên đạo Công giáo. Cái thiên đàng đó là 42.000 feet cách cái thế giới này. Nhưng mà con thấy được là Tây Phương Cực Lạc, con biết là có Tây Phương Cực Lạc. Thật ra là thiên đàng của đạo Công giáo có ở trên đó đó. Chúa cũng có nữa. Chúa cũng có thật. Ok, tiếp tục. Thì gì của con cuối cùng là chấp nhận. Thì con mới gặp bà dì, rồi sau đó là thầy chấp nhận giúp cho bà dì. Thì bà dì mới nói mọi sự phó thác cho con. Cô này tiếng Việt của cô tệ quá. Bà dì nói là mọi sự phó thác cho con. Thì khi mà bà dì đang là nhập vô người con gái thì con nói như vậy, thì bà dì chấp nhận rồi bà cảm ơn. Thì tất cả những gì mà con nói với bà dì là bà dì là confirm là dạ. Rồi cái chuyện gì xảy ra, thầy nghĩ, thầy hy vọng là quý vị sẽ sợ. Quý vị có tin không? Cái lưng, cái sống lưng của thầy nó lạnh rồi. Không có thấy thoải mái tí nào. Vì tiếng Việt đó nói là rợn tóc gáy. Tại vì dì là khóc và rất là buồn. Cứ thấy trong trong cái tâm, cái tim của bà dì là đau buồn, khó chịu lắm. Thì cô con gái này đau khổ quá, chịu không nổi. Rồi sau đó rồi con mới đòi cái yêu cầu bà dì. Vậy là hai người đang nói chuyện, bà dì thì nói tiếng Việt, còn còn bà cô con gái thì là nói tiếng Anh phải không? Wow, trời ơi, có quay hình nữa phải không? Dạ. Rồi cuối cùng là con phải tụng cái chú Lăng Nghiêm để yêu cầu bà dì thoát khỏi đây. One off. Thì cô không có đánh võ hả? Không có dùng võ hả? Mấy cái thần chú này nó nguy hiểm lắm. Đừng, trên trong tương lai đừng làm như vậy. Thầy không biết. Nhưng mà khi mà cô mà trì chú như vậy là họ đau lắm. Cô trì chú lăng chú Đại Bi. Dạ thưa thầy, con không có thuộc cái chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi. Cái chú Lăng Nghiêm quá mạnh đi thì họ sẽ bị đau. Thì cái chuyện này nó không có tốt. Thôi không 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 nên trì chú cho những cái hồn ma này. Thầy hy vọng là bà sẽ không có bị tổn thương. Nhưng mà tại cô này thì cũng chưa có mạnh lắm. Ý ra là chắc chỉ bị đau một vài ngón tay thôi. Rồi bây giờ là bà dì đi đi tới Tây Phương Cực Lạc mà bị mất một vài ngón tay. Cái này là phản đạo Phật. Vậy bà dì là không chịu đi. Không không muốn đi. Là chưa có sẵn sàng chấp nhận mình chết và cũng cũng không có chịu rời khỏi cái cơ thể của cô con gái. Tại vì bà dì này bà cứ nói là có cô, tôi không có muốn chết, tôi không có muốn đi, muốn ở lại. Có ai có câu hỏi gì không? Cái ông người Công giáo có câu hỏi, cái câu hỏi về Công giáo. Thì làm sao mà cô biết đó là quỷ hay là ma? Because she talked
Tại vì cái cách của bà dì, cái giọng điệu, cái ngữ điệu là chắc chắn là bà dì, tôi nhận ra được đó là bà dì của tôi. Tại vì cô này là cô tin rằng đó là bà dì, còn có lòng tin là đó là bà dì chứ không phải là ma quỷ. Ok, tốt. Câu hỏi tốt mà câu trả lời cũng cũng tốt. Trước đó là con gái của con nói rằng là cô này cô không có tin được vào cái thời cái sự sự cái sau khi mà cõi chết, cái cuộc sống sau khi cõi chết. Thì khi mà bà dì nhập vô cái cơ thể của cái cô con gái thì cô này có cảm nhận được hết tất cả những cái sự đau khổ của bà dì. Những cái phần âm khi mà nó nhập vô quý vị á, thì quý vị sẽ cảm thấy không có thoải mái, không có vui. Nhưng mà bây giờ thì cô con gái á, cố tin được là sau khi chết là còn có cái cuộc sống. Sau khi mà cảm nhận được cái chuyện này, cô này có biết được á, là có tin được là bà gì không? Cô con gái tin tưởng đó là bà gì? Cô con gái này cảm nhận được là cái ông bố ông ngoại chết thì cô con gái cũng cảm nhận được cái hồn của ông ngoại. Rồi bây giờ là bà dì chết thì cũng cũng cảm nhận được. Ok, cho cái ông người Công giáo cái mic. Cái người đạo Công giáo là họ đang là tranh đấu cho cái. Có hai người đó thì sau này ông nếu mà ông muốn thì ông có thể xem cái recording video. Thì thầy có cảm giác như thầy có nghe nói á, là khi mà bà dì bà nhập vô á, là bà đẩy cái cô con gái qua một bên đúng không? Là bà dì bà nhập vô cái cơ thể. Thì một phần á, cái sự cảm nhận của cô á, là cô bị đẩy qua một một góc của cái não. Con chưa có bị ai nhập vô thành ra con không có biết. Họ chỉ có xu hướng là họ nhập vô mấy cái người đạo Công giáo thôi. Không, thầy chỉ có đùa thôi. Có một cái ông thầy trẻ tới mấy mấy tháng trước là ông thầy đó là bị cái con rồng nó nhập vô cái xác của ống. Thì con rồng đó, nó hỏi nó xin phép nhập vô người cái ống. Thì con ống ống chấp nhận rồi con rồng nó nhập vô cái cơ thể. Sau khi mà nhập vô là như vậy. Thì cái đó rất là hay. Dĩ nhiên là người Công giáo họ không có tin rồi. Thì cái cô con gái cảm nhận được những cái chuyện này. Thì cảm nhận được cái ở bà gì. Cái câu chuyện của cái cô Melody á, thì có cái người người bạn của người bạn là có khả năng psychic. Thì trước cái thời gian mà tôi con trai tôi gây tai nạn chết người đó thì cái cô đó cố mới 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 khuyên cho con tới gặp cái người mà psychic đó. Tôi cũng con không có kể nhiều nhưng mà họ chỉ biết là con đang là trải qua những cái chuyện nhiều nhiều chuyện rắc rối thì tôi hỏi là thấy cái gì? Một 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 người bạn sắp xếp cho con gặp một cái người sai kịch. Cái người sai kịch là người Mỹ. Người Mỹ là họ làm như vậy. Đợi đợi một chút xíu thầy thầy muốn
Thật ra là có nhiều người họ có khả năng họ thấy được họ hoặc là cảm nhận được những cái chuyện này. Cô này, cái người này là người psychic này là chủ yếu là xem rồi ai muốn cho bao nhiêu thì cho. Rồi tôi họ hỏi và cô này cô thấy cái gì thì cô mới nói là cái cô kia mà bị chết trong cái tai nạn xe rất là dễ sợ và diễn tả y chang giống như những cái hình ảnh mà con thấy. Rồi tại vì có cái người tới tới rồi nói cho cô này biết là cái chuyện xảy ra. Rồi bây giờ thì cô này cô ok rồi, rồi cô bị giết ở trong cái tai nạn xe nhưng mà bây giờ là cô tha thứ cho hết tất cả mọi người. Tôi con mới hỏi là ông bố của con là như thế nào thì cái người sidekick đó mới nói ông bố là mặc cái áo màu trắng, mặc cái quần màu đen, trở thành người Mormon hả? Mormon là cái người Mormon khi mà họ họ tới tới nhà của thầy ấy, là họ mặc đồ như vậy đó. Rồi lúc nào cũng mặc cái quần màu đen rồi cái áo sơ mi màu trắng, rất là lịch sự. Thì mới nói là bố của con rất là vui vẻ. Rồi đây có hoa hòe gì đó chắc là đang là làm đại bi sám phải không? Tại vì bố của con là thích làm vườn lắm. Thì họ vẫn có thời gian để mà làm vườn ở trên Tây Phương Cực Lạc. Wow, những cái thông tin này rất là tốt cho những người mà thích làm vườn. Dĩ nhiên, chắc chắn. Ok, cái này là tốt. Có ai có câu hỏi gì không? Cái người ở phía sau, cái câu hỏi thứ ba ngay trong ngày. Cái psychic có nghĩa là gì? Cái này là psychic là cái của người Mỹ. Là cái này không phải là của người Công giáo. Psychic là những người mà họ có khả năng họ thấy ma quỷ, họ có thể thấy và họ có nói chuyện được. Mà những người này họ rất là nhạy cảm đối với năng lượng. Có một vài người, chứ không có một số người như vậy. Mà quý vị muốn gặp với họ thì quý vị trả 20 25 đồng đúng không? Thầy không có muốn bị ma nó dập nhập. Thầy không có muốn cho cái cô Thu Hà cô sợ nhưng mà một khi mà nó đã nhập vô quý vị rồi thì nó rất rất dễ để mà nó nhập quý vị lần sau nữa. Thì quý vị cứ trì chú đi á, là nó người ta không có dám tới để mà nhập nữa, đuổi nó đi luôn. Cầu nguyện với Chúa thì không không có giúp được nhưng mà nếu như mà quý vị trì chú thì họ sẽ phải phải bỏ đi, bỏ chạy, họ sẽ bị đuổi về về địa ngục luyện ngục. Cô này có vài điều, cô Martina. Cô nói với cô là con có thể thấy. Thì con có cảm giác giống như là cái người gì là nhập vô con để mà nói chuyện với cô này nhưng mà cuối cùng con chỉ nói là Nam Mô A Di Đà Phật thôi, ở yên đó đi. Thì cô này cô đã kể chuyện của cái cô rồi thành ra là thôi ở yên đó đi. Đừng tới đây gần đây.
Hay một 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 cái điều rất là thú vị. Thầy nghe nói cô hiền nhẫn. Tôi nói là bà dì bà không có muốn đi. Bà dì còn cái người cháu. Người cháu ruột. Không phải là cô con gái của cô đúng không? Em mà tại vì á là người người chồng của bà dì này á là bà dòng này không muốn đi. Cho I have a question. Your aunt has a son that passed away earlier or missing something, right? Oh. Oh, cái người người bà dì này có người con trai. Có rất là nhiều chuyện ma, thành ra là thầy mới 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 dành cái câu chuyện này để mà kể chuyện cho quý vị nghe trong cái ngày mà sám hối. Ok. Cái người con bà dì có cái người con trai chết lúc mà 18 tuổi. Thì bà dì này bà tưởng á, là khi mà bà chết á, là cái người con trai sẽ hiện ra ở cái cửa thiên đàng để đón bà, nhưng mà bây giờ bà chết rồi á, bà đi 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 tìm cái người con trai mà tìm hoài không có thấy, mà không có thấy cái người con trai này ở đâu hết. Ồ, chúng tôi biết. Thì cái người làm sao mà chết? À, bị tai nạn xe chết. Ồ, chết đau đớn. Không có biết. À, ta đi ngủ và không có bao giờ tỉnh nữa, coi như bị bất tỉnh. Ok. Thì cái người dì này á rất là thương cái người con trai và đi tìm người con trai đó mà tìm không thấy. Rồi bà không có thấy ai hết, không có ai tới tới chào đón bà, thành ra là bà dì thấy rất là buồn. Thì tất cả những người mà con nói là họ đều có cảm giác là họ rất là buồn khi mà họ chết đi, là họ ở cái nơi đen tối buồn bã. Đúng. Tất cái đó là cái cảnh giới mà họ như vậy, sau khi mà quý vị chết rất là dễ sợ. Rất là đen tối lạnh lẽo. Yes, David. Đây là cái cảnh cảnh giới tạm thời trước khi mà họ chết. Trong cái thời gian 49 ngày sau khi mà họ mất, thì đó là cái cảnh giới mà họ trở thành con ma, quỷ. Chỉ trừ khi mà quý vị thiền. Thầy của tôi, Jay, ông thực hành thiền suốt cả cuộc đời của ông. Thành ra là ông không có bị ảnh hưởng bởi những cái sự lạnh lẽo này. Con không có thấy là ông này là ông bị cái bóng tối nó bao trùm ông. Ông tự do ông đi đi về. Họ trở thành cái hồn âm 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 hồn. Họ thường thường là ở trong cái bóng tối, nhưng mà không phải là tất cả mọi người đều như vậy. À. Rồi cái chuyện gì xảy ra? Cái bà dì là không có muốn đi. Tại vì bà rất là bám chấp vào cái thế giới này. Rồi chuyện gì xảy ra? Thế sau đó là tới tới chùa. So your aunt refused to go because she still worry about her son.
Bà gì á, bà không có muốn đi là bà lo lắng lắm. Vậy là sau đó là cô này cô phải hứa với bà dì là sẽ xin thầy giúp cho cái người người con trai. Vậy là bây giờ là thầy phải có cái công việc nữa hả? Thành ra là cô này có quyết định là ok để mà xin thầy giúp. Bây giờ quý vị có thể nói là những cái người này họ đang nói xạo. Rồi cô sau khi cô hứa xin hỏi xin thầy giúp giúp người con trai thì là bà gì bà chấp nhận hả? Bà vẫn là mừng, dĩ nhiên là chưa muốn đi. Nhưng mà bà chấp nhận đi không? Đi không đi đi Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều nhiều nơi để mà bà có thể đi. Cái điểm ở đây á, là bà không có muốn đi Tây Phương Cực Cực Lạc là tại vì có một cái điều mà cô Hiền Nhẫn nói, thầy chỉ nói trong vài phút thôi thì cô mới nói, thì cái bà gì nói rằng so your aunt know that even though she doesn't want to go, but it's time for her to go. That's why she came and say goodbye. That is kind of last time, right? No. No, to ha persuade her to go in the beginning. No, from her story, it sounds like the aunt know that it's time for the aunt to go, but she's not ready to go, but she has no option. Có phải là có ai đó là ép bà phải đi không? Con cũng không có biết nữa. Là bà phải đi nhưng mà bà nói là bà không muốn đi. Lúc đó thì bà nói là bà không có muốn đi, bà không có muốn đi, bà nói là tôi phải đi nhưng mà tôi không có muốn đi. Nhưng mà có phải là có ai đó đang nói với bà là bây giờ là bà phải đi trong cái 3 and a half week, 3 tuần rưỡi, 4 tuần. Cái đó là thầy là khiến cho thầy để ý. Sắp hết thời gian rồi thì để thầy giải thích là cái chuyện xảy ra là Diêm Vương ra lệnh cho bà là đi, là nói là bây giờ bà phải đi Tây Phương Cực Lạc. Cái chuyện này là làm cho thầy rất là ngạc nhiên. Thầy không có biết là thầy nghĩ là quý vị không có nhận ra được đâu. Tại vì đại đa số quý vị, sau khi mà quý vị chết, vua Diêm Vương phải đồng ý gửi quý vị đi Tây Phương Cực Lạc. Tại vì do tôi đối với những cái người bình thường như quý vị, cái này là những cái thông thông tin bí mật. Sau khi mà quý vị chết, vua Diêm Vương sẽ là cái người thẩm phán sẽ quyết định cái thân nào kế tiếp mà quý vị sẽ lãnh nhận. Cái đó là cái sự confirmation ở đây là vua Diêm Vương á, qua những cái sự lựa chọn đó thì sau khi là bộ cái tuần thứ tư là đối với bà dì này cái tốt nhất đối với bà dì là đi lên Tây Phương Cực Lạc. Thầy rất là ngạc nhiên là vua Diêm Vương á, là ra lệnh cho bà này đi. Thường thường á, là chúng tôi không có ép người ta đi. Thường thường là chúng tôi phải làm những cái điều để mà thuyết phục cho họ phải đi. Nhưng mà cái lần đề này á, thầy nói ok, bạn thầy nghe nói là cái bà dì này là scary tại vì những cái người này họ họ thấy
thấy được ma quỷ, thành ra là thầy bảo thôi mình không có đụng đụng vô, cái chuyện gì xảy ra thì nó sẽ xảy ra rồi. Rồi vua Diêm Vương á, là phải can thiệp vô. Công việc nó đã xong rồi, bây giờ á, cái lựa chọn tốt nhất của bà á, là đi Tây Phương Cực Lạc. Đúng, bà này bà có thể đi đến thiên đàng, nhưng mà vua Diêm Vương á, quyết định cho bà là phải nên đi Tây Phương Cực Lạc, tại vì nếu như mà đi Tây Phương, nếu mà đi lên thiên đàng thì bà vẫn vẫn bị kẹt ở trong cái vòng sanh hồi, luân hồi sanh tử. Ông Daniel, ông có nghe không? Nếu mà ông không có tin tôi á, thì là phải phải lắc đầu chứ đừng đừng có gật. Cái chuyện xảy ra đối với thầy nó rất là thú vị. Lần đầu tiên mà thầy để ý á, là vua Diêm Vương ra lệnh cho bà đi. Chính vì vậy mà bà dì bà đang là fighting, bà nói là tôi không có muốn đi, tôi muốn ở đây. Chính vì vậy mà bà rất là buồn bã, mà bà muốn bà mới nhập vô người con gái. Thầy rất là ngạc nhiên là vua Diêm Vương là như vậy. Thành ra chắc là trong tương lai á, là mình cứ để cho vua Diêm Vương ra lệnh như vậy đi, mình không có phải làm cái gì hết. Cứ cho họ đủ phước đi rồi tự động là vua Diêm Vương sẽ làm việc với họ. Thầy không có cần phải nói chuyện với họ nữa, không phải làm việc với họ nữa. Có hai điều mà con thắc mắc. Lần đầu tiên khi mà con mới tới bệnh viện á, thì ông bố mà mới mới chết, thì con thấy ông bố là cái hồn rời khỏi cái cơ thể rồi, thấy rất là bị lẫn lộn, confused. Thì con mới nói với ông bố là bây giờ là ông rất là bệnh bệnh. Thì ông bố của cô là người Công giáo đúng không? Nhưng mà bà mẹ của bố của con á là người Nico. Là không phải là ma sơ đúng không? Là Nico bên Phật giáo. Rồi chuyện gì xảy ra? Thì ông bố quyết định quay trở về cái cơ thể. Rồi cái đêm mà ông bố mất thì con ở bên cạnh. Rồi con trì chú cho bố. Sau khoảng 10 tiếng thì con thấy ông bố, cái hồn của ông ngồi dậy rồi đi ra khỏi cái cơ thể. Thì khi mà ông bố ông bị bất tỉnh, thì cái hồn của ông á, là cứ cứ đi loanh quanh cái cơ thể. Nhưng mà khi mà ông thực sự ông chết rồi á, là tới 10 tiếng đồng hồ ông mới rời khỏi cái cơ thể. Con lúc đó là con trì cái chú chuẩn đề, thì con thường quán tưởng á, là cái ánh sáng của thần chú á, chiếu sáng để mà giúp cho ông bố. Thì thấy ông bố là ông đi vô cái đường hầm tối. Rồi con thấy một cái người đàn ông mặc cái bộ màu đen. Rồi kéo cái ông bố đi vô cái đường hầm tối om. Cái đó là cái con something. Thì nếu như mà không 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 tin nữa thì hỏi ông Daniel này, ông biết. Thì con thấy những cái bóng bóng đen tối tới với con cũng y y chang như vậy. Nhưng mà cái vấn đề là tại sao họ lại đến với con? Họ tới họ làm phiền con. Thì tại sao họ làm phiền cô hả? Thì tại vì cô dễ thương quá mà. Thì con lúc đó con đang là ngủ. Thì con bị những cái hồn ma đó nó kéo con ra khỏi cơ thể. Rồi tự nhiên cái chú Lăng Nghiêm nó hiện ra ở trong đầu của con. Thì con cũng không biết là tại sao họ đến.
Thì tại vì cô có nhân duyên với họ thì cô cứ cứ liên lạc với họ, thành ra là họ thích tới cô. Nhưng mà họ đâu có phải là dì của con đâu. Cái này nếu mà quý vị không có biết, khi mà quý vị làm những cái việc này, làm những cái chuyện này là họ ở gần quý vị. Họ tới để mà họ chơi với quý vị. Ok. Họ bận rộn. Đừng đừng có cố gắng hiểu nhiều quá. Không không quan trọng đâu, nhưng mà đừng có chơi với mấy cái hồn ma đó vì cái vấn đề an toàn. Đừng có đối phó với cái những cái phần âm đó. Ok. Có nhiều cái sự nguy hiểm hơn mà quý vị không có nhận ra được. Thầy sợ tụi nó lắm. Ok, Martina. Con có cảm giác giống như là bà gì là bà thích cái thế giới này rồi, và bà có khả năng là nhập vô cái người con gái nữa, và bà thích như vậy. Thì đối với những cái trường hợp này thì nên làm như thế nào? Ở trong cái sự tu hành của chúng tôi có nhiều cái phương pháp để mà mày nó làm cho họ thấy là họ không thích những cái chuyện này. Thì khi mà quý vị nghe những cái điều này thì tự động từ từ rồi quý vị sẽ thấy là chúng tôi có những cái biện pháp để mà đuổi đuổi họ ra. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là quý vị làm được, tại vì có thời có lúc thì quý vị làm được, nhưng mà cũng có lúc là quý vị làm không có được. Có khi nó mạnh hơn quý vị nhiều. Đặc biệt đó là khi mà quý vị cao ngạo rồi cứ nghĩ là quý vị làm được á, thì những cái tuổi mà ma vương nó sẽ tới để mà nó cho quý vị một bài học. Giống như là thầy đọc tụng chú Lăng Nghiêm rồi thầy thầy mới nói là ồ cái chú này nó mạnh nhất rồi, bây giờ là mình có thể đối phó với lại ma quỷ. Thì ngay tức khắc là họ tới rồi mà họ đánh thầy. Cận gõ đầu thầy. Hả? Gõ đầu hả? Ai mà sợ ông? Ừ? Ngay cả khi con nói Nam Mô A Di Đà Phật thì cái bà gì đó bà hiểu. À, thì nghe nói vậy thì bà gì đó là bà né ra, thì cái chuyện đó là bình thường thôi. Thì thật ra là tùy thuộc vào những cái điều mà chúng ta chọn làm cái gì đối với họ. Họ biết là những cái công cụ của chúng ta nó có hiệu lực. Thành ra họ cũng không có dám làm gì nhiều, nhưng mà chúng ta cũng né, không có muốn làm như vậy. Thôi để những cái người giống như là cô Thu Hà để đối phó với những cái con ma quỷ. Internet có câu hỏi. Nếu như mà có một người ai đó làm cái bài vị 49 ngày thì quý vị có bị rơi vô địa ngục không? Không có đâu. Có cái câu chuyện nghe từ bên Đại Hàn, từ cô Hiền An. Đây, có người ngồi thiền bao nhiêu tiếng là bắt đầu thấy được những cái cảnh giống như là cô Thu Hà.
là thấy được ma quỷ này nọ, cô nghe không? Trong cái nhóm người Đại Hàn là họ kháo nhau như vậy. Thì cái cô này là ngồi 3 tiếng 5 tiếng gì đó rồi thấy là ma quỷ nó thoát ra khỏi cơ thể của cô. Rồi có một ngày cô đang là thiền, thầy cũng không có nhớ rõ cái chi tiết. Cô này cô có nhân duyên với những cái phần âm thì cô mới hỏi là tôi có làm được gì giúp không? Thì con ma đấy mới bảo là lại làm cái bài vị 49 ngày. Thầy cũng không biết là làm sao mà họ họ biết, thì cái thế giới này nó nhỏ nhỏ hơn rất là nhiều so với quý vị nghĩ. Những cái người khoa học đó thì họ không có tin, nhưng mà trong cái thế giới âm, ngay cả vua Diêm Vương này nọ, họ có vẻ giống như là tin tưởng những cái điều mà chúng tôi làm là cho họ chứ không phải là cho những cái người còn sống. Bây giờ quý vị còn sống thì quý vị có thể không tin, nhưng mà khi mà chết rồi thì tự động quý vị sẽ biết thôi. Ok, đại khái là họ biết. Họ biết, thành ra là họ hỏi xin giúp đỡ. Thành ra những cái người này không không phải là chúng sanh bình thường. Họ biết nhiều hơn những cái chúng sanh khác. Những cái con ma quỷ bình thường á phải đợi vua Diêm Vương, còn cái phần này á, là họ cái phần âm này là họ biết. Còn ai có cái câu hỏi gì nữa hay không? Những câu hỏi khác. Cái cô này là cô có học đủ mọi thứ hết, chỉ trừ đạo Phật. Có một thầy yoga mấy năm rồi không có gặp, thì ngay tức khắc thì con bắt đầu nghĩ về cái ông này. Rồi mấy tuần trước thì bà vợ của ông email cho con, tại vì con mất liên lạc với ông rồi. Rồi sau khi bà vợ liên lạc thì con mới liên lạc, rồi mới hỏi là ông thầy như thế nào. Thì bà vợ mới nói là thì khi mà nghe tin cái ông này mất á, là ngay tức khắc là con nghĩ tới là phải thỉnh cái bài vị cho cái ông này. Con không biết là có phải là tại vì họ biết là con có cái sự liên lạc hay không, mà họ 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 được nhận được cái sự giúp đỡ, thành ra mà họ mới có thể tới để mà giúp. Họ cần giúp thì mới tới được với chúng tôi, chứ nếu không là họ cũng không có liên lạc được với chúng tôi. Họ không thể nào mà tới, người bình thường không thể nào mà tới gần được. Đó là cái câu trả lời cho cô Martina. Nếu như mà cô thực hành những cái điều này là cô có cái sự bảo vệ, họ không có tới gần quý vị. Giống như là cái ông, cái ngài T đó, quý vị có biết cái ngài T đó là gì không? Ông này có nhiều cái tên lắm, T, Mr. T hoặc là Dick. Có rất là nhiều cái tên xấu hơn nữa mà thầy không có dám nói. Thành ra là quý vị không có thể nào mà tới gần được những cái người cấp cao trong chính phủ được. Nếu quý vị tu hành, thực hành thì quý vị không có cần phải lo lắng gì hết. Họ tới là tại vì điều đó tốt cho họ, tại vì chúng ta cho phép họ tới, chứ không là họ không có tới làm phiền được. Hoặc là trừ khi mà quý vị nợ họ thì họ tới để họ làm phiền quý vị. Ok, còn câu hỏi gì nữa không? Hết rồi hả? Ok. Câu hỏi một cái người này, một nửa Catholic. Tôi không có phải là người Catholic. Ta nói là nói cho tôi biết bạn của cô là ai.
cái dịch vụ 49 ngày của bốn của các chùa có giống nhau không? Còn nếu mà không á, thì cái chuyện gì cho rằng á, là cái pháp 49 ngày có hiệu quả? 49 ngày là bắt đầu từ cái lúc mà họ mới chết. Khi mà con yêu cầu cái pháp 49 ngày ở chùa của thầy hoặc là ở những cái chùa khác, chùa Tây Tạng, thì nó có giống nhau không? Cái nơi mà con yêu cầu có giống hay không? Ok, để thầy suy nghĩ thử xem. Cô học đại số học 101 đúng không? Nhớ không? Có nhớ đại số học không? Nếu như mà học cùng một cái lớp đó ở một cái trường trung học bình thường với lại ở bên Harvard đó, nó có khác nhau không? Người ta dạy quý vị khác nhau đúng không? Đây cho một cái ví dụ khác. Nếu mà quý vị ăn phở ở chùa hoặc là ăn phở ở phi lê number 2, nó có giống nhau không? Nghĩ đi. Ok, cảm ơn quý vị. Xin lỗi là hôm nay hơi hơi lâu. Bây giờ làm lễ cúng cúng ngọ. Thầy biết là tất cả mọi người là đều đói bụng. Những cái câu chuyện ma quỷ này nó dễ sợ quá. Thầy ước gì là thầy có thể thấy ma quỷ giống như cô Thu Hà. Họ có rất là nhiều câu chuyện để mà kể cho quý vị nghe.